Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nhật Bản Phú Cường ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc nồi của thuộc hãng thương hiệu Panasonic nhé, mã là SR-PB108. Đây, Panasonic dung tích là 1 lít nhé, áp suất điện tử ạ. Nồi đây ạ, quay ngoại hình cho các bác xem. Đây, ngoại hình em này rất là đẹp luôn ạ, màu trắng nhé, không bị móp méo, không bể vỡ chỗ nào. Đây, nó bị xước một chút ở trên chỗ này thôi. Đấy, ngoại hình rất là đẹp luôn ạ. Không móp méo, không bể vỡ nhé, không bị chảy xước, chảy chóc gì nặng nhé. Em này là đời 2019 thôi nhé, 2019 này. Đấy, Panasonic mã là SR-PB108, điện 100V, công suất là 1200W nhé. Đấy, đời 2019 luôn ạ, màu trắng ạ, màu trắng rất là nhìn rất là sang luôn ạ. Cái này mà về các bác đặt ở gian bếp thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, màu trắng rất đẹp luôn nhá. Đấy, mở bên trong xem nào. Đây, răng đây, răng còn khá là xanh nhá, răng còn khá là xanh luôn nhá. Đây, răng rất xanh luôn. Đấy, không bị rách, không bị thủng nhá. Đấy, đây, áp suất điện tử các bác nhé. Thường thì những cái dòng Pana áp suất điện tử này nó sẽ nấu cơm ngon. Em này thì không có cốc bù ẩm. Đấy, đấy, răng rất là xanh luôn ạ, không bị rách, không thủng chỗ nào nhá, rất lành lặn luôn. Đây, ruột đây, ruột em này có một vết chấm cám rất là nhỏ thôi, một em chấm cám rất nhỏ chỗ này này. Đấy, cái này không bị ảnh hưởng gì nhá. Đây, cái này là những cái chỗ này nó là bụi thôi. Bên ngoài đây ạ, bên trong nhá. Đấy, bên trong này cảm biến rất mới nhá, trong lòng nồi còn rất mới nhá. Đấy, đấy, Pana áp suất điện tử nhá bác nhá, rất đẹp luôn, màu trắng. Đấy, quay màn hình lần nữa cho các bác xem, không bị bể vỡ chỗ nào luôn, không bị móp méo chỗ nào luôn. Đây là nồi thuộc phân khúc nồi VIP các bác nhé. Đấy, nồi rất đẹp luôn. Bây giờ em cắm điện thử cho các bác xem, đời 2019 ấy. Đây, đây nó sẽ có chế độ nấu cơm ngon này, nấu bình thường này, nấu cơm ngon, nấu tiết kiệm điện này, nấu ít này, nấu nhanh này, nấu sôi này. Đấy, đây nấu tiết kiệm điện là 44 phút nhá. Đây, đây nấu nhanh, nấu nhanh là quên, nấu ngon là 54 phút ạ. Đấy, đây là nút ủ ấm này, cái này không có hâm cơm, giờ phút luôn nhá, hẹn giờ này, nấu cơm này, menu. Đây là có nốt trộn gạo ngay trên ngoài màn hình nhá, có chế độ Econavi tiết kiệm điện này. Đấy, gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt này, hỗn hợp này. Đấy, nói chung là em này đặt ở trong gian bếp thì rất là sang trọng luôn, tại vì nó màu trắng mà nó rất là mới. Đấy, đây em ấn, em sẽ ấn, em sẽ thử nóng nồi nhé. Em này em test rồi nhé, bao xì bao các chức năng cho các bác nhé. Đây, nó chỉ bị xước mỗi chỗ này rất là nhẹ thôi. Đấy, không bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra trên mặt này cũng rất là đẹp luôn này, ngoài chỗ này ra trên mặt rất đẹp nhá, sáng nhá, xung quanh thành vách. Đấy, đâu ừ. Đấy, xem nào. Đấy, nồi đã ấm lên rồi các bác nhé. Đấy, nồi đang ấm lên đấy ạ. Nồi Pana áp suất điện tử. Đấy,
Nồi còn rất mới các bác nhá. Thì nay là ngày mùng 5 tháng 6 ạ. Đấy, chiếc Pana áp suất điện tử thuộc phân khúc nồi VIP, dung tích là 1 lít, điện 100V, là sản xuất năm 2019 các bác nhá. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Đấy thì chiếc này em sẽ bán rẻ thôi. Đấy, quay lại cho các bác một lần nữa xem để các bác chốt hàng. Rất đẹp luôn ạ. Đấy. Nay là ngày mùng 5 tháng 6 nhá. Chiếc Panasonic áp suất điện tử này em lên với giá là 2.250.000. Đấy. 2.250.000 nhá. Bác nào chuyển khoản 100% thì bên em bao ship nhá, còn không thì cọc cho em 200.000 nhá. Đấy. Với chiếc nồi VIP này thì các bác vui lòng cọc cho em 200.000. Bác nào chuyển khoản 100% thì bên em bao ship. Đây. Quay lại lần nữa cho các bác chốt nhá. Rất đẹp luôn. Đấy. Lòng rất xanh luôn nhá. Đấy, thì các bác đặt hàng có thể gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0862594684 nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.